Dạ vâng, em Quốc Hồng Trinh chào toàn thể tất cả các em. Rất vui được gặp lại tất cả các em trong video hôm nay. Video hôm nay thì Quốc Hồng lại về được một dòng đáy của đặc đó cho bác nha. Dòng này thì là một cái dòng đáy cũng khá là nổi tiếng và cũng rất lâu rồi mới lại về bên âm thanh Quốc Hồng. Cũng như hầu như là gần cả năm rồi cho bác nha. Thì dòng này nó mới trở về. Thì dòng này là dòng David 4320, một thương hiệu David, là thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Nhật nha bác. Chạy điện là 100V. Con này là dòng đáy 4 kênh độc lập nha bác nha, 4 kênh độc lập. Đó. Lâu nay các anh em nào mà hay hối Quốc Hồng về dòng đáy 4 kênh thì các bác xem được cái video này thì alo lại em nha. Một cái con đáy về trong tình trạng cũng cực kỳ là đẹp nha bác. Đó, mặt phay xước đen. Đó, rất đẹp, 4 kênh này. 1 2 3 4 ở giữa là nút nguồn power. Ở trên là logo David 4320 power Mly nha. Đó. Con đáy khá là đẹp nha bác. Hàng bãi về nha. Đấy. Trên mặt nó thì nó có các chấm li ti nha bác. Còn lại hầu hết là đẹp hết. Đấy, các bác nhìn quá đẹp luôn nha. Còn đây với thiết kế khá là hành tráng và cũng như là khá là gấu. Thì con David này thì năm ngoái thì em bán rất là nhiều. Năm thì nó tầm con về khoảng trên đầu ngón tay thôi, 5-6 con nhưng cũng không có mà nhiều trong vòng 1 năm nha bác nha. Đợt này thì em về được một con đó, David 4304 kênh. Đấy, mỗi kênh của nó như thế này là có công suất là 580W nha bác nha. Đó, công suất cũng khá là lớn, sử dụng 4 vi mạch cho 4 kênh, 1, 2, 3 và 4. Ở phía giữa là cái tăng phô xíu, nồi cực kỳ là khủng, giống như những cái con Yamaha hoặc là những cái dòng Acuflame Pro thì nó cũng sử dụng tăng phô xíu rất là to, tăng phô nồi như này và hai tủ lọc. Đấy, mỗi tủ là 27.000 mi 80V, hai tủ khá lớn, quạt gió thì rất là êm. Sau là hai bo tín hiệu đầu vào và đầu ra cho 4 kênh. Đấy, rất đẹp nha bác. Hàng về thì cực kỳ đẹp, sexy, tinh tinh luôn nha. Đấy, quá đẹp luôn. Ngoài đằng sau nó thì sẽ gồm hai cổng tín hiệu đưa vào trong mỗi kênh, thì nó sẽ có kênh 5 và 6 ly. Ở đây là kênh 3 này, kênh 4 này, bên này kênh 1 và kênh 2. Chạm lo. Đấy, chạm lo này các bác, chạm lo bắp chuối và mọi chim nha. Ở cái chạm lo thì máy này thì nó có bị cắn và vận chuyển về thì nó có bị mất mấy góc rồi bác. Đây hai cái đó, những cái này thì nói chung là nó cũng không quan trọng, chúng ta vẫn cắm rút và vặn bình thường nha. David 4320 nha, số series đây, 283. Và con này thì công suất là 580W nha bác, 580W. Ở cái dòng David thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là có đa cổ điện gồm 110 và 220. Và cái báo phiên bản này thì hàng nội địa ở Nhật luôn nha bác nha, nội địa ở Nhật luôn đó, nên là nó sẽ chạy phiên bản là điện 100. Đấy, các bác nhìn được độ đẹp của sản phẩm này, bên trong đục vàng rất là đẹp luôn các bác, mới tinh nha. Đấy, có một con duy nhất nha bác nha, lâu lắm mới về được lại được đây. Và con này thì hiện tại thì có giá là 11.500.000 nha bác, 11.500.000. Bác nào chốt thì alo em.
Hôm nay chạy là tổng cộng là 16 con sò Rika, sò phách nha bác nha, sò phách. À, dòng này thì chất âm cực kỳ là hay luôn. Dòng sò phách thì chất âm nó khối bằng nha bác. À, là sò móc phết đó, sò được kết hợp trên những cái dòng âm ly high end cao cấp của những dòng đời nông đời mới bây giờ, đời nông 2000 em đúng không? Những đời gì đời nông ngàn đó. Kết hợp lên con đáy đê bít này, chất âm nó quá đỉnh, ghét nhiều lo. Rồi ok, giá là 11.500. Bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì alo em. Và trước là một cái con bi quay, con đó thì về để em có thông báo cho anh em rồi. Còn và cũng đã có chủ rồi nha bác nha, cho chủ rồi. Rồi em xin chào và em lại tất cả bác nha. Bác có nhu cầu thì nhanh tay bóc máy và alo của Hồng để sở hữu ngay cơ chiếc đoạn 4 kênh David 4320. À, rồi em xin chào và hẹn gặp lại.